15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 120 đồng, RON 95 hạ 100 đồng, các mặt hàng. Dầu đồng loạt giảm 110 đến 160 đồng, theo thông tin điều chỉnh, giá bán lẻ xăng dầu, giá xăng E5 RON 92 giảm về 20.490 đồng, còn xăng RON 95 là 21.680 đồng một lít. Giá các mặt hàng, dầu đồng loạt giảm. Dầu diesel hạ 160 đồng, còn 16.370 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 110 đồng một lít, còn 15.390 đồng. Dầu ma đắt 15.520 đồng một kg, tương đương mức giảm 150 đồng. Cơ quan điều hành không trích quỹ bình ổn với mặt hàng xăng, nhưng chi quỹ 1.250 đồng với xăng E5 RON 92 và 300 đồng với RON 95. Các mặt hàng dầu không chi quỹ bình ổn, nhưng trích quỹ 200 đến 300 đồng mỗi lít, tùy mặt hàng.